Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Với sự nổi lên của Tô Lâm, Bộ Chính trị bị an ninh hóa sâu sắc. Ngày 16 tháng 5, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận Chính trị Việt Nam đang bị an ninh hóa sâu sắc hơn của ông Abuja, giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ ở Washington. Tác giả cho rằng, rất nhiều sự chú ý đã tập trung vào Bộ trưởng Công an Tô Lâm, người đã loại bỏ một loạt đối thủ chính trị khi ông tìm cách trở thành tổng bí thư trong nhiệm kỳ tiếp theo. Tác giả nhận xét, Khả năng ông Lâm được cất nhắc vào vị trí cao hơn khiến người ta đặt câu hỏi, một công an chuyên nghiệp sẽ định hình hoạch định các chính sách và nhân sự của đảng như thế nào. Trong các cuộc bàn luận về chính trị tinh hoa của Việt Nam, vấn đề vị trí thống trị của Bộ Công an thường không được nhắc tới, trong khi bộ máy an ninh Việt Nam rộng khắp, gần như bao trùm xã hội. Theo tác giả, với việc bà Trương Thị Mai từ chức, bộ chính trị của đảng hiện chỉ còn 12 người. Sự ra đi của một số nhà kỹ trị kinh tế đã khiến việc an ninh hóa bộ chính trị trở nên rõ ràng hơn. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Hiện có 5 trên 12 ủy viên bộ chính trị xuất thân từ công an và 7 trên 12 xuất thân từ các lực lượng vũ trang nếu tính thêm cả hai vị tướng quân đội. Điều này vẫn theo tác giả, phản ánh sự lo lắng của chế độ về các cuộc cách mạng màu và diễn biến hòa bình. Đội ngũ lãnh đạo cấp cao nhất của đảng bị thống trị bởi những người có phản ứng bản năng đối với bất cứ điều gì cũng là phải kiểm soát. Điều tiếp theo là tầm quan trọng của Bộ Công an với tư cách là phương tiện để thăng tiến chính trị. Nhiều quan chức cấp cao đã có sự nghiệp lâu dài trong Bộ Công an trước khi được thuyên chuyển sang các vị trí chính phủ và đảng. Các trải nghiệm và kinh nghiệm có được trong lĩnh vực an ninh thường định hình thế giới quan của họ. Một số quan chức xuất thân từ công an có thể kể đến như Thủ tướng Phạm Minh Chính là một công an chuyên nghiệp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên từng là công an ở Tây Ninh trong 17 năm. Trưởng ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc cũng là một cảnh sát chuyên nghiệp. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình từng là thiếu tướng với chức vụ cao nhất tại Bộ Công an là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Tô Lâm, người đang tìm mọi cách để trở thành Tổng bí thư tiếp theo. Tác giả đánh giá, kể từ thời kỳ đổi mới năm 1986 đến nay, Bộ Chính trị Việt Nam chưa bao giờ trở nên kém đa dạng đến như vậy. Nếu Bộ trưởng Tô Lâm được đề bạt làm tổng bí thư, người thay thế ông cũng có thể sẽ được bầu vào bộ chính trị. Tác giả bình luận, khối an ninh nhiều khả năng tiếp tục là một thuộc tính kéo dài của chính trị Việt Nam. Điều này sẽ có tác động sâu sắc tới công chúng và định hình mạng internet, truyền thông xã hội, xã hội dân sự và kinh tế của Việt Nam. Những người này nhìn mọi thứ qua lăng kính an ninh và sự sống còn của chế độ. Tác giả nhắc đến việc nhà cầm quyền gần đây đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Bình, một quan chức của Bộ Lao động, đồng thời là một cựu công đoàn viên và cựu chuyên gia tại Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Ông đã nỗ lực thúc đẩy việc thông qua một công ước cho phép thành lập các đoàn độc lập của người lao động. Nhà cầm quyền cũng đang vận dụng các chiến thuật kiểu Trung Quốc. Ông Bình bị truy tố theo Điều 337 Bộ luật hình sự, một điều khoản hình sự hóa việc tiết lộ các thông tin mật. Tác giả kết luận đảm bảo an ninh chế độ và phát triển kinh tế cần đi đôi với nhau tăng trưởng kinh tế thường mang đến cho đảng tính chính danh nhờ thành quả lãnh đạo. Nhưng trên thực tế, rất khó để đồng thời có được cả hai thứ và nhu cầu an ninh sẽ chiến thắng sự thật dụng kinh tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Với sự nổi lên của Tô Lâm, Bộ Chính trị bị an ninh hóa sâu sắc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hiện tượng sư thích minh tuệ và sự tương phản với giáo hội quốc danh Ngày 15 tháng 5, AFI tiếng Việt bình luận vì sao báo chí nhà nước tránh nhắc về hiện tượng sư thích minh tuệ. Theo đó, một vị sư với y áo chấp vá bằng những mảnh vải rách cầm nồi cơm điện thay bình bát đi khất thực. Hình ảnh nhận diện ông là đầu trần, chân đất. Ông phát nguyện bộ hành dọc đất nước để tập học Phật Pháp, được người dân khắp nơi tôn kính theo dõi. AFA cho biết ông xưng pháp danh là Thích Minh Tuệ, tu theo 13 hạnh đầu đà, không tự nhận mình là sư thầy, không theo một giáo hội nào, cũng không thuyết pháp nhưng hành trình của sư đã thu hút được sự chú ý và mến mộ từ rất nhiều người dân trong nước. Và đây là hình bài trên AFA truyền thông nhà nước không nhắc đến ông, nhưng hàng chục YouTuber đã đi theo sư Minh Tuệ, ghi lại từng nẻo đường mà vị sư này đi qua. Do đó, ông đang trở thành một hiện tượng. AFA dẫn lời ông Thành Đỗ, từng là người trưởng ban nghiên cứu Phật học, giảng viên trường đại học Phật giáo ở Paris giải thích rằng, cái cốt lõi của đạo Phật chỉ một người tu sĩ là giới, định và tuệ. Khi một người tu sĩ giữ chặt những giới luật của một người tu sĩ, thì cái giới sẽ sinh ra cái định và cái định sẽ sinh ra cái tuệ. Cái tuệ khi đã có rồi thì giống như ngọn đèn được thắp sáng trong bóng đêm. Từ xa, người ta nhìn thấy ngọn đèn đó sẽ tìm đến. Một vị sư mà giữ giới thật là chặt thì tự nhiên sẽ tỏa sáng và mọi người sẽ đến với ông ta. AFA cũng dẫn lời một nhà báo trẻ trong nước nói rằng các ông thầy ở Việt Nam được hậu thuẫn bởi nhà nước nói tầm bậy để thuyết phục cúng dường rồi vẽ ra những chuyện mê tín điên khùng để thao túng người dân đi vào những hố sâu của mê muội cho nên bản thân câu chuyện thanh bạch và đi hành đạo của thầy Thích Minh Tuệ cho thấy một sự khác biệt rất rõ. Và các sự ủng hộ đối với thầy Thích Minh Tuệ cũng cho thấy thái độ của người dân đối với giáo hội Phật giáo quốc danh là đã quá chán. Và đây là hình sư Thích Minh Tuệ. Đồng quan điểm với nhà báo này, AFA dẫn lời bà Tố Nga nhận định thêm, có nhiều tăng ni trong hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam xảy ra tình trạng kêu gọi Phật tử cúng dường quá nhiều, nên khi sư Minh Tuệ không nhận tiền cúng dường thì người dân sinh lòng thần tượng. Người dân sống trong một cơ chế chính trị độc tài, giáo dục xuống cấp, tôn giáo cũng bị nhà cầm quyền thao túng nên họ mất niềm tin vào tổ chức tôn giáo của nhà nước. Nên khi sư Minh Tuệ xuất hiện với pháp tu tự do, không nhận tiền bố thí, thì người dân cảm thấy thầy là chân tu. Lý giải về việc báo chí nhà nước không đưa tin về sư Minh Tuệ, nhà báo trẻ cho rằng, việc từ chối tham gia một hệ phái do nhà nước lập ra và thực hiện việc tu tu tập tự thân không có liên quan đến bất kỳ ai là một điều mà nhà nước hay là giáo hội Phật giáo Việt Nam không thích, không công nhận. Còn ông Thành Đỗ thì nhìn nhận rằng, tôi nhận thấy một điều là, vừa rồi có những vị sư mà mình hay gọi là sư quốc danh của giáo hội Phật giáo nhà nước bắt đầu đăng đàn và phán như là một bề trên phán xuống là thầy Minh Tuệ làm như vậy là đúng, là sai, là không được quyền, không được phép. Có một ông trắng trợn nhất là thích chân quang, còn kêu thầy là thằng ba trợn, thì những điều đó rất đáng lo ngại. Nhà nước cho tới giờ này vẫn đứng ngoài đứng ngó thôi, nhưng mà khi bắt đầu có một áp lực từ phía bên Phật giáo Việt Nam, thì tôi e rằng sẽ giữ nhiều lành ích cho sư Minh Tuệ. AFA cho biết thêm, Thượng tỏ Thích Trân Quang, Phó trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương Quốc hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì Chùa Phật Quang, từng phát biểu chỉ trích sư Minh Tuệ trong một bài thuyết pháp của mình. Phát biểu của ông sư này ngay lập tức nhận được hàng loạt chỉ trích trên mạng xã hội khiến ông phải gỡ bỏ video. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hiện tượng sư thích minh tuệ và sự tương phản với giáo hội quốc doanh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.